dàn gái Thái Mai Châu. Gái Thái Mai Châu. Các món ẩm thực của xã Nậm Phồn trong cái lễ hội sen lược thuyền nhất có ăn có những món ăn ẩm thực đây là gỏi cá tầm lòng mà lá tốt nè. Đây là cá tầm nướng. Lòng mà sao mình quay. Lợn nướng nguyên con mới xia xin lòng. Nhiều lắm nhỉ. Rất nhiều ơi. Nhiều món thế nhỉ? Nhiều món. Không được lắm gì, mình không bao tuổi gì. Lên đúa một bên nào không ta. Ta đùa thì sẽ cầm. Vô bát chỗ thì mấy bát hay là đồ chay cả nè. Lấy đồ trắng. Vì đồ xanh của anh Dương. Mặc quay đi đâu. Ngồi mặc nha. Ngồi mặc ướp nè. Ngồi. Càng lóng thank you.
Thank you.